Chào cả nhà và các bạn. Bây giờ mình đã đem chiếc tàu ở xuống dưới bến rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái cây này ra nghe các bạn. Các bạn thấy kìa rồi, nó bị mất một cái cây phía bên này, cho nên hôm nay mình sẽ sửa, mình sửa lại nha các bạn. Mình phải tháo ra nha các bạn. Giờ mình tháo cái này trước nha các bạn. Giờ mình tháo cái cây này ra trước nha các bạn. Sẽ làm cái cây phía bên này trước nha các bạn. Các bạn thấy mấy con ốc này nó bị xúc ra nè các bạn. Thì rồi mình và người bạn của mình đi câu á, xong lúc mà lên tàu á, cái cây này nó xuất ra, nó nằm dưới lưng tàu mình không thấy. Rồi mình đi lại, người bạn của mình đi lại chỗ hàng xóm xin hai cái cây, hai cái miếng dán này để làm tạm đó các bạn. Rồi cuộc nó vô đó các bạn. Đây là cái cây mới của mình đây. Gỡ cái này ra bỏ đây nha các bạn. Là cây mới của mình đây. Mình sẽ đo. Mình đo từ đây tới đây là bao nhiêu nha các bạn. Từ cây này qua bên đây là 8 inch. 8 inch nha các bạn. Từ đây tới đây là 8 inch. Đó, 8 inch là nhiêu đây được các bạn. Bây giờ mình khoan trước nha các bạn, mình khoan rồi mình mới bắn ốc vô nha các bạn. Mình làm cái này cũng dễ nha các bạn. Mình bắn con ốc này nè nha các bạn. Mình bắn con ốc này lớn nè nha các bạn. Mình bắn mỗi đầu một con rồi đó. Giờ mình bắn con bên đây nha các bạn.
nó có chiếc tàu xuống chuẩn bị nó đi câu các bạn. Bắn đầu này nữa nha các bạn. Gần xong một cái rồi đó các bạn thấy không? Cũng lẹ lắm nha các bạn. Xong một bên rồi đó các bạn. Bây giờ mình bắn cái này ra bỏ nha các bạn. Mình thấy bên này rồi. Mình đã lấy ra hai cây rồi đó tôi. Đó. Mình bắn cho nó sát vô một chút rồi các bạn. Rồi, bằng rồi đó các bạn. Bằng rồi đó. Bây giờ mình bấm cho nó dính lại. Mình lấy dây mình cột lại cho nó. Mình đứt lại cho nó đừng nó rớt ra, mình bắn cho nó dễ nha các bạn. Gần xong rồi đó các bạn. Thank you.
các bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình đã tháo cây cũ ra rồi nè. Cây cũ đây, đây là hai cái cây cũ đây, mình đã tháo ra. Bây giờ mình gắn hai cái cây mới vô nè các bạn. Đây là xong rồi. Giờ chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của Thu Dương gắn hai cái cây này vào ở trong cái trailer của mình. Giờ nhìn, tại vì nó muốn flexible như vậy đó, khi mình lên tàu cái cây này nó sẽ nhích qua chích lại cho nó vào đúng cái đường tàu nha các bạn. Giờ xin Thu Dương chào tạm biệt các bạn, hẹn video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thu Dương. Giờ xin chào tạm biệt, hẹn video kế tiếp với các bạn. Bye bye.